Vâng, em Lợi lại xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Hôm nay ngày thứ ba em Lợi lại về một cái chiếc Chi Tông này. Chi Tông hiện tại nhà em rất nhiều nhá, đâu đó khoảng tầm gần chục xe Chi Tông form mới. Chiếc này là em vừa mới lấy về, chiếc đời 2020 màu cam, số tự động một cầu, máy dầu, giá đang chào bán là 510 triệu. Và toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Xe không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ. Và xe thì anh em nào muốn chạy thử trải nghiệm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Sau đây em sẽ quay vào từ khung gầm, nội ngoại thất, máy số cho quý chị xem nhé. Và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, từ đồng sơn bên ngoài của chiếc xe khá là đẹp. Xe được trang bị nước sơn màu trắng, màu cam, toàn bộ xe kính đèn được dán phím cách nhiệt và xe từ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên zin nhé. Và với tài chính 510 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nhé. Đây, tay mà là phần đầu của xe này, đến các mặt ca lăng này, đèn pha này, cabo này, zin nhé, kính đèn đều được nguyên bản theo xe. Và xe thì em Lợi cũng đã kiểm tra nguyên zin hết. Đấy, cảm biến phía trước này. Đấy, xe từ đèn bi này, gầm này, đến đồng sơn bên phụ của chiếc xe này, rất là đẹp nhé. Toàn bộ các cái phần nắp thùng thấp được bác chủ lắp thêm này. Đấy, lốp đát theo xe cả dàn. Đây, tất cả đát 2020 được quý chị nhé. Sắt xi này, khung gầm này, quá là mới luôn. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025 nên là anh em yên tâm. Từ các cái phần đèn pha, mặt ca lăng này đều nhau. Đây, toàn bộ các cái phần nắp thùng này đến cản sau của chiếc xe đều rất là đẹp nhá. Xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng thấp. Khung gầm Hà Nội nên là anh em yên tâm. Về khung gầm thì không có bắn nheo phủ gầm gì. Toàn bộ xe rất là đẹp. Và xe bên em thì các bác cứ đi kiểm tra chắc chắn bất kỳ một cái đơn vị thứ hai, thứ ba. Khi anh em kiểm tra phát hiện là đâm xô tai nạn ngập nước không đúng như quảng cáo là bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Tất cả các phần cú lốp này, đến kính đèn này, bật lên xuống này, đấy, đều nguyên bản hết nhé. Từ các cabo này, sơn zin này, đồng sơn rất là đẹp nhá. Cổ bô là đến gầm phía trước của chiếc xe, cái bướng gầm này không chạy phố phường nên là anh em để ý cái bướng gầm phía trước nhá. Nếu mà chạy công trường công trình cái phần này nó sẽ bị chảy xước và đâm móp méo rất là nhiều. Đấy. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, táp lô, táp ly này, cánh cửa của chiếc xe này đều rất là đẹp nhé. Nội thất ghế bên trong thì được trang bị ghế da, trần nỉ nguyên bản từ đầu, toàn bộ trải sàn này, bậc lên xuống này, keo chỉ zin. Ghế phía trước của chiếc xe này, vô lăng của chiếc xe này, audio là 9 vạn đấy quý chị nhé. Hộp số tự động một cầu này, màn hình được lắp thêm này, bóng khí là nguyên bản và toàn bộ cột kèo bao zin. Gương gập điện được độ thêm này quý chị nhá. Đây, lên xuống kính điện này, kính của chiếc xe đều có theo năm sản xuất nữa. Keo chỉ đây, anh em này nhìn keo chỉ zin hết 100%. Vâng, đây là cái sàn thùng của chiếc xe nhá. Sàn thùng này, nguyên bản hết, toàn bộ ốc này. Hai bên đèn hậu này, rất sáng và mới nhé. Cánh cửa của chiếc xe đây. Táp lô, táp ly, gioăng này, cột này, đến nội thất ghế này, cực kỳ đẹp. Trần của chiếc xe là trần thì nguyên bản từ đầu. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Với thương hiệu Chi Tông thì anh em biết rồi, đi bền lành tiết kiệm. Và toàn bộ ở đây, tất cả các cái phần nội thất ghế bên lái bên phụ này, bóng khí là bao zin, cột kèo gioăng bậc lên xuống này, cực kỳ đẹp luôn.
đủ hai chìa khóa theo xe nhé, cam hành trình, màn hình đầy đủ hết. Keo chỉ zin hết. Đây cái khoang máy động cơ của chiếc xe này, chân đèn này, đấy, máy dầu 2 chấm này, đi cực kỳ lành và tiết kiệm. Đây tất cả các cái ốc cam, tai đầu răng này, đến chân đèn này, nguyên zin, hai bên máy sử dụng động cơ máy dầu 2.4, máy Vmax đi bền lành tiết kiệm. Cabo của chiếc xe đây, anh em nhìn cabo này đều vuông vắn và đẹp nhé. Anh vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn chiếc Triton đời 2020 màu cam biển Hà Nội. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé, giá đang chào bán là 510 triệu. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn.